ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ 2023ពូនៅវេលានេះម៉ោង8:45នាទីយប់មកទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមួយបទមានសម្លេងដូចតទៅនេះជននិងយុវតីខ្មែរច្រៀងដោយកញ្ញាអ៊ីងសុធាសូមស្ដាប់ការដកស្រង់ពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលទាក់ទងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដោយការបញ្ចេញយោបល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរពលសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពិចារណាមើលតើសម្ដីដែលបញ្ចេញមតិតាម Facebook នេះចាំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាតើត្រឹមត្រូវទេសង្ឃុំស្នាប់ដូចតទៅនេះបងស្ថានការណ៍ទៅគ្រប់គ្រងជំនាញការនៅពេលដែលចប់អាណត្តិគេនឹងបញ្ជូនយើងត្រឡប់ទៅស
ប្រធានសមាគមប្រជាជនកម្ពុជាថាសពថ្ងៃខ្មែរគ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយមានទោសហើយអ្នកស្រីកញ្ញាមិញនិយាយឆ្លើយតបឲ្យវិញអញ្ចឹងសូមស្ដាប់តទៅទៀត ចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រជាធិបតេយ្យមិនតែចាប់ដៃជាមួយអាជួនអាចិនអាករេណាអាករេងជើងដែលធ្វើបាបខ្មែរនឹងធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាជួនជើងអូនសួរថាយើងនឹងប្រទេសយើងនឹងដឹកនាំទៅមុខឯអត់ទេមានតែវេទនាឡើងហើយបើប្រទេសគេដែលដឹកការចាប់ដៃគូរស់ស៊ីជាមួយប្រទេសហាមណាស់ដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស អ្នកដែលរស់ស៊ីគឺថារស់ស៊ីជាមួយយើងហើយប្រទេសគេសបូរសបាយគេនឹងមានហើយពលរដ្ឋគេមិនហាមដូចអាហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំនេះវា
tông tông mục lên rùi giói thu nâu đua phá mục nâng chân mục kháng mục ni anh bình bọn phái bố nâng vì ọt miên cầm nát ọt miên tên tất khách đâu thể chô à tạ si ấy máu và tha dương trong đòi bà tê chiết dương đất nôm rì chùm đánh dương cô chắp đầy chùm môi lô bà thiên xong tí cử nạp phạm chiên thọng tay đầm bay co sang bà tê mình tự chắp đầy dương hay mình nế mình tự chắp đầy chùm môi bà tê bà chiên thọng tay đầy áp bình bọt mớ bà tê bà áp bình bọt đầy chương đương bằng hót cứ cái chắp đầy cư chùm môi bà tê đầy miên mà hà xin tự cách nhằm bà chiên thọng tay mình tự chắp đầy chùm môi à dương à chân à kà rê nà à kà rê hình chương đầy là thua ba khmai nắng à thưa bà vô loạn tôn ai kim trong ôn số tha dư nâng và tê dư nâng đập non từ một cái ọt đấy miên tạo quê tình yên loạn ấy bà và tê kê đại đất cả chắp đai cu rô xí chìm môi và tê hàm nạch đại cổ rộp sức mà nốt và nhẹ đại rô xí kê ta rô xí chìm môi dưỡng hay và tê kê sơ bô sơ bài kê nâng miên hay vô loạn kê mình hêm là hàm đôi chà hôn mình nạch đập non đấy vì tông tông mục lên rô giá thưa nâu đua phá mục nâng chân năm một hàng một ni ai bị quan phải buồn ấy vì admin cầm nát admin tự tách cách đầu tự vô à taxi ấy máu và tha dương trong ao bị tê chia dương đất non bị chìm đắm dương cô chắp đầy chìm môi lục thiên thầm chỉ cần nạp phạm chiên thập tay đầm bay co sang bị tê mình tự chắp đầy dồn hay mình nếu mình tự chắp đầy chìm môi bị tê bị chiên thập tay đầy áp bị quan mới bị tê đầy áp bị quan đầy chưa đưa mầm hot cứ cái chạm đai cu chỉ mới bật tay đại miên mà hai sinh tật cách nhau phải chia thập tay mình ta chạm đai chỉ mới à chuôn à chân à cái này na à cái này chương đại là thưa ba mai nắng à thưa ba bồ loạn tôn ai kim chương ổn số tha dư nâng bật tay dư nâng đập non từ một cái ọt đấy miên tạo quê tình yên lang ấy bảo bật tay kê đại đất cả chạm đai cu rô xi chỉ mới bật tay hàm nai đại cổ sức mà nốt và nhẹ đại rô xí cái ta rô xí chỉ mua dưỡng hay mà tê kế sơ bô sơ bài kế nằm miến hay bó rô kế mình hêm là hàm đôi chà hôn mình nát đập nòm đấy vì tông tông mục lên rô giá thư nâu đua phá mục nâng chân năm mục kháng mục ni ai bình quản phải buồn ấy vì ọt miên cầm nát ọt miên tê tật cách đầu tê vô à tạ xí ấy máu và tha dương trong ai bà tê chia dương đất non bị chìm đắm dương cô chắp đầy chỉ môi lục thiên thầm chỉ cần nạp bạc chiên thọc tay đầm bay co sang bờ tây mình tự chắp đầy dồn hay mình nếu mình tự chắp đầy chỉ môi bờ tây bờ chiên thọc tay đầy áp bị quát mớ bờ tây đầy áp bị quát đầy chưa đưa bằng hót cứ cái chắp đầy cu chỉ môi bờ tây đầy miên mà hai sinh tật cách nhau bờ chiên thọc tay mình tự chắp đầy chỉ môi à dồn à chân à cái này na à cái này chương đầy là thưa ba mai nắng à thưa bà vô loạn tôn ai kim trong ôn số tha dư nâng và tê dư nâng đập non từ một cái ọt đấy miên tạo quê tình yên loạn ấy bà và tê kê đại đất cả chắp đai cu rô xí chỉ môi và tê hàm nạch đại cổ rộp sức mà nốt và nhẹ đại rô xí kê ta rô xí chỉ môi dưỡng hay và tê kê sơ bô sơ bài kê nâng miên hay vô loạn kê mình hêm là hàm đôi chà hôn mình nạch đập non đấy vì tông mục lên rô giá thư nâu đua phá mục nâng chân năm một hàng một ni ai bình quan phải buồn ấy vì admin cầm nát admin tên tật cách đầu tự vô à tạ si ấy máu và tha dương trong ao bờ tây chia dương đất non bị chìm đắm dương cô chắp đầy chỉ môi lục thiên thầm chỉ cần nạp bạc chiên thọc tay đầm bay co sang bờ tây mình tự chắp đầy dồn hay mình nếu mình tự chắp đầy chỉ môi bờ tây bờ chiên thọc tay đầy áp bị quát mớ bờ tây đầy áp bị quát đầy chưa đưa bằng hót cứ cái chắp đai cu chỉ mới bật tay đại miên mà hai sinh tật cách nhau phải chia thập tay mình ta chắp đai chỉ mới à chuôn à à chắp đai chỉ mới bật tay đại miên mà hai sinh tật cách nhau phải chia thập tay mình ta chắp đai chỉ mới à chuôn à à chắp đai chỉ mới มาจากกรุงเทพฯมาจากปะนอกเด็กกรุงเทพฯเหรอใช่เป็นเด็กกรุงเทพฯเด็กละเด็กละเท่าเด็กละเท่าเด็กเป๊ะโอ้ไม่ใช่เป็นคนเฮียฮาทัสเดย์นะเด็กจำมาเหรอเรียกแม่ก่อนจะได้
chăm to tiết có ឆ្នាំមកខាងមុខនេះឯង2024ហ្នឹងវាអត់មានកំណើតអត់មានសេដ្ឋកិច្ច
tôi thì vô taxi ấy máu và tha dương trong ao và tây chiên dương đất non đi chậm đến dương cô chấp đây chỉ môi lục thiên thông chỉ cần áp bạo chiên thập tái đầm bay co sang một tay mình tôi chấp đây vốn hay mình nếu mình tôi chấp đây chỉ môi và tây chiên thập tái để áp quát mướp ចាលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកតូនយោបាយទេចូលអ្នកដែលលោកចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារទាំងដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសសោះចាប់គេដាក់គន់តិគេបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើអឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រុមប្រទេសដូចជារុកលោកនិងកូនលោកនិងហ៊ុនម៉ាណែតនិងគ្រប់ក្រុមប្រទេសដល់ការគៀបសង្កត់ប្រជាជនដូចជាការយកដីធ្លីប្រជាជនពេលដែលគេចេញមុខតវ៉ាបែរជាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរវាយដំត្រឹមធាក់ប្រជាជននេះអាន
ងជាតិស្រឡាញ់ជាតិអតតមកប្រឆាំងនឹងគោលគំនិតដែលលោកដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងគោលរបស់លោកដែលប្រទេសសប្តាហ៍នេះយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនមើលទៅបែរជាចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារថាគេនឹងញុះញង់ជាតិចង់ក្បត់ជាតិពិបត្តិនៃដល់នយោបាយប្រមទ័នចាប់គេដាក់គុកនេះតើជារឿងមិនទៅមើលទៅដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាអត់មានអ្នកទស្សនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសប្រមទ័នចាលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកទស្សនយោបាយទេចូលអ្នកដែលលោកចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារទាំងដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសសោះចាប់គេដាក់គន្តិគេបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសដូចជារុកលោកនិងកូនលោកនិងហ៊ុនម៉ាណែតនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយការគៀបសង្កត់ប្រជាជនដូចជាការយកដីធ្លីប្រជាជនពេលដែលគេចេញមុខតវ៉ាបែរជាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរវាយដំច្រំធាក់ប្រជាជននេះអានឹងមិនវិញទៅតែគៀបសង្កត់តែការដឹកនាំគៀបសង្កត់ប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យបើសិនជាមានអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងជាតិស្រឡាញ់ជាតិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលគំនិតដែលលោកដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងគោលរបស់លោកដែលប្រទេសសប្តាហ៍នេះយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនមើលទៅបែរជាចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារថាគេនឹងញុះញង់ជាតិចង់ក្បត់ជាតិពិបត្តិនៃដល់នយោបាយប្រមទ័នចាប់គេដាក់គុកនេះតើជារឿងមិនទៅមើលទៅដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាអត់មានអ្នកទស្សនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសប្រមទ័នចាលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកទស្សនយោបាយទេចូលអ្នកដែលលោកចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារទាំងដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសសោះចាប់គេដាក់គន្តិគេបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសដូចជារុកលោកនិងកូនលោកនិងហ៊ុនម៉ាណែតនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយការគៀបសង្កត់ប្រជាជនដូចជាការយកដីធ្លីប្រជាជនពេលដែលគេចេញមុខតវ៉ាបែរជាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរវាយដំច្រំធាក់ប្រជាជននេះអានឹងមិនវិញទៅតែគៀបសង្កត់តែការដឹកនាំគៀបសង្កត់ប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាមានអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងជាតិស្រឡាញ់ជាតិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលគំនិតដែលលោកដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងគោលរបស់លោកដែលប្រទេសសប្តាហ៍នេះយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនមើលទៅបែរជាចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារថាគេនឹងញុះញង់ជាតិចង់ក្បត់ជាតិពិបត្តិនៃដល់នយោបាយប្រមទ័នចាប់គេដាក់គុកនេះតើជារឿងមិនទៅមើលទៅដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះបញ្ជាធម្មតាដែលអភិវឌ្ឍមើលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍដែលជឿនលឿនបំផុតគឺគេចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាធម្មតាមិនមែនតែចាប់ដៃជាមួយអាយួនអាចិនអាករេណាអាករេជើងដែលធ្វើបាបខ្មែរហ្នឹងអាចធ្វើបាបសកលរដ្ឋខ្លួនឯងអាគឹមជើងអូនសួរថាយើងនឹងប្រទេសយើងនឹងដឹកនាំទៅមុខឯអត់ទេមានតែវេទនាឡើងហើយបើប្រទេសគេដែលដឹកការចាប់ដៃគូរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបើអ្នកដែលរុស្ស៊ីគេថារុស្ស៊ីជាមួយយើងហើយប្រទេសគេសុខសบายគេនឹងមានហើយពលរដ្ឋគេមិនហ៊ានហាមដូចតែហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំនេះវាទៅមុខលែងរួចហើយគឺនៅដួលផ្ងារមុខនឹងឆ្នាំមុខខាងមុខនេះឯង2024ហ្នឹងវាអត់មានកំណើតអត់មានសេដ្ឋកិច្ចទៅតែជួអាតាក់ស៊ីអីមកបើថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងដឹកនាំរីកចម្រើនយើងគួរចាប់ដៃជាមួយលោកប្រធានសមទីគណៈបកជាតិថប់តៃដើម្បីកសាងប្រទេសមិនតែចាប់ដៃយូនហើយមិននេះមិន
tôn chấp đại chỉ môi bờ tê bờ chiêu thập tai đại áp bị quát mới bị tê đại áp bị quát đại chưa lươn mong khót cứ cái chấp đại cứu chỉ môi bờ tê đại miên mà hai sinh tật cách nhau bờ chiêu thập tai mình ta chấp đại chỉ môi à chôn à chân à cái này na à cái hình chương đại là thua ba mai nắng á thua ba bờ rọ tôn ai kim chương ổn số tha dư nâng bờ tê dư nâng đập non từ một cái ớt đấy miên tạo về tình yêu lan ai bảo bờ tê kê đại đất cả chấp đại cứ rosi chỉ môi bờ tê ham nai đại cơ sức mà nút bờ nhẹ đại rosi cái ta rosi chỉ môi dưới hay bờ tê kê sờ bô sờ bài kê nằm miên ai bảo rọ kê mình hêm ham đôi chả hơn mình nát đập non đấy bây giờ tàu tàu một lần rồi giá cứ nâu đua ngà một nằng chăn một hàng một ní ấy bị quan thấy buồn đấy vì admin cầm nát admin sẽ tắt cách tàu thấy vô à taxi ấy máu và tha dương trong ao và tay chia dương đập non đi kiểm đoán dương cô chấp đây chỉ môi lộ và thiên song thì cái nào bạn chưa thọc tay đồng bay co sang có thể mình tàu chấp đây vốn hay mình ní mình tàu chấp đây chỉ môi và tay và chưa thọc tay để áp được quan mới bị tê và áp ចាលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកតំណាងនយោបាយទេចូលអ្នកដែលលោកចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារទាំងដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសសោះចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើអឺអឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រុមប្រទេសដូចជារុកលោកនិងកូនលោកនិងហ៊ុនម៉ាណែតនិងគ្រប់ក្រុមប្រទេសដល់ការគៀបសង្កត់ប្រជាជនដូចជាការយកដីធ្លីប្រជាជនពេលដែលគេចេញមុខតវ៉ាបែរជាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរវាយដំច្រំធាក់ប្រជា
chiết sờ lan chiết to ma và chăng nâng cô cùng nứt đại lục đất nông bờ tây chung nguyên nâng cô bao lục đại bờ tây sập ngay ni dập dơn miền tây mơ tử bây giờ chặt cây đã bôn từ nia kia tha cây nâng nhu nhung chiết chăng cặp bát chiết bị bắt người ta đang đặt nhục bay pro một tuần chặt cây đã cốt nỉa ta chỉ riêng mình tơ mơ tơ đại lục cô nông bờ tây rò ngay nỉa ហានិភ័យធំទៅឆ្នាំបន្តបន្តទៀត
chuôn nâng lên tập bạc tập đây khám ai dương bàn đòi rồi luôn mình men tập đây khám ai dương trong cửa xa tập cô hôn nâng dụ rộng mình trây nâng quạt màu a cắt màu tu toàn loạt xay áo chung chết chuôn bán này cứ tập đây khám ai dương tập ốc nè bà dương mình non khía ngược châu la bà dương mình non khía to su lan tập đây dương nâng bàn tay chuôn đòi sẽ tha bò ấy và tê khám ai khi nhóm tôi tại khám đại sa miên nị dụ rọt mình trây càng cặp sập ngày nị ảnh làng pì ấu làng đỏ cồn ca ấu cặp tật đầy ở dùn ở lời nắng cồn thuơ bắn sẵn nơi ở chân trái ao ở chân chiệt dùn xong cho bạc tiệt hay bông ôn cua tật kịch chùm lại cái lãnh nâng mình men hà nị phay tích tuổi tê cứ hà nị phay thông mà tư chân nam bà to tiệt dùn nâng lên tập bạc tập đây khám ai dương bàn đòi rồi luôn mình men tập đây khám ai dương trong cửa xa tập cô hôn nâng dụ rộng mình trây nâng quạt màu a cắt màu tu toàn loạt xay áo chung chết dùn bán này cứ tập đây khám ai dương tặng ốc nè bà dương mình non khía ngược cho la bà dương mình non khía to su lan tập đây dương nâng bàn tay dùn đòi giật tha bò ấy và tê khám ai khi nhóm tôi tại khám đại sa miên nị dụ rọt mình trây càng cặp sập ngày nị ảnh làng pì ấu làng đỏ cồn ca ấu cặp tật đầy ở dùn ở lời nắng cồn thuơ bắn sẵn nơi ở chân trái ao ở chân chiệt dùn xong cho bạc tiệt hay bông ôn cua tật kịch chùm lại cái lãi nâng mình men hà nị phay tích tuổi tê cứ hà nị phay thông mà tư chân nam bà to tiệt chuôn nâng lên tập bạc tập đây khám ai dương bàn đòi rồi luôn mình men tập đây khám ai dương trong cửa xa tập cô hôn nâng dụ rộng mình trây nâng quạt màu a cắt màu tu toàn loạt xay áo chung chết chuôn bán này cứ tập đây khám ai dương tặng ốc nè bà dương mình non khía ngược châu la bà dương mình non khía to su lan tập đây dương nâng bàn tay chuôn đòi giật tha bò ấy ta bỏ đam bay sân đẹp bằng đó rồi bỏ đam bay sân kiếm nhóm khác bằng miên sân kiếm tức miên ọc cả hai dưỡng ngay ủa ai mới là hàm vô ai bên nơi chẳng là hốt tăng là hàm là hốt ai ảnh ế bằng miên sân kiếm nó kịch lưu quay vô bàn khá ấy chẳng bằng à công dây bởi riêng sân kiếm non tỏ ơ vậy ơ đặt tuyên mùi sầm rạp cả bó sát nếu như cầm ta bó đam bay sân đi kiếm bằng đó rư bó đam bay sân kiếm nhóm tháp bằng miên sân kiếm tức miên ọc cả hai dưỡng ngay ủa ai là hàm vô ai bên nâng chăng là hốt tăng là hàm là hốt ai ảnh ế bằng miên sân kiếm nó kịch lưu quay vô bàn khá ấy chăng bằng à công dây bởi riêng sân kiếm non tỏ ơ vậy ơ ទឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលកុំតើបោះដើម្បីសន្តិភាពបន្តឬបោះដើម្បីសង្គ្រាមខ្ញុំថាបើមានសង្គ្រាមទៅមានឱកាសឲ្យយើងហីគួរឲ្យវាល្ហាមយូរអើយបើនឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ល្ហាមរហូតឲ្យអញ្ហេះបើមានសង្គ្រាមគេលុបវាយយកបានខ្លះហីអញ្ចឹងបានណាកុំនិយាយបើរឿងសង្គ្រាមនាំតើអអ្ហី ក្រៅស្រុកបានធ្វើអីខ្លះដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកទោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកនៅក្រៅស្រុកក៏ខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសណាជំនួសខ្មែរក្រៅស្រុកណាជំនួនធំមិនយាយមកចំនួនតើមានតើជួនកាគេអាចមានបញ្ហាទាំងណាអញ្ចឹងមកជំនួសធំខ្មែរក្រៅស្រុកណាពួកគាត់អត់បានធ្វើអីដើម្បីខ្មែរទេណាអត់ទេអត់មានទេប៉ុន្តែពួកគាត់ណាអត់បានចូលរួមបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញភ្នំបំផ្លាញទឹកបំផ្លាញទន្លេអីទេពួកគាត់អត់បានបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានទេអត់បានជួយអាចដាក់ទឹកហូរចូលទឹកអត់បានបោះសំរាមចូលទឹកអត់បានជីកខ្នល់ដល់ល្អអត់បានរៀននៅសាលារៀនបោះសុខខ្មែរទេពួកគាត់អត់មានបានធ្វើអីទេប៉ុន្តែពួកគាត់ណាយូរយូរមកដងដូចជាអ្នកខ្លះរាល់ឆ្នាំទៅលេងសុខខ្មែរជះលុយទាំងពាន់ណាញ៉ាលុយទៅទាំងពាន់ទាំងពាន់ដល់បងប្អូន
chi bị sai ha bởi vì bị khmer trai sau có miền nơi có rê nơi thai ấy nó có khmer trai sau này vụ có không phân thuê ca có miền bán chui sau khmer thế nè có miền bán ấy thế có bán là một nhà lôi đại công cô sao bác có thể nơi sau khmer chẳng á khmer trai sau có bán thuê ấy thế trai có ở miền bán bằng phai còn phai bật tê tê nè dồn rồi bị nhóm thơ bị tổ vậy bị nhạc khăn ông sau hành nhạc trai sau đưa khnia chê khnia nè chẳng có biết sự nuôi môi chúa tha ta nè khai sốc màn thôi ấy khá nó sốc khám ai nhóm sông chá lai chùm nuôi khám ai để nơi khai sốc tôi nhóm mẹ nè nơi khai sốc có nhóm sông chá lai chùm nuôi chùm nuôi khám ai khai sốc mà chùm nuôi thông màn dễ mà chùm nuôi tôi mình nuôi tôi chùm ca cái ai miền tài nhà chừng này chẳng mà chùm nuôi mà chùm nuôi thông khám ai khai sốc á vô quả bàn thơ ấy đồng bây khám ai tê ớt tê ớt miên tê con tay vô quả đó ớt màn châu rùm bằng phlang ทุนเทียนทองมาจีดบอมพลายไตรเชอร์บอมพลายพนมบอมพลายตักบอมพลายทะเลไอเต้พวกก็อัดบ้านบอมพลายบอมพลายไปทานเต้อัดบ้านจุ๊ไอดักตักโฮโจตักอัดบ้านมาสำรามโจตักอัดบ้านจิกนอลดอลล์อ้ออัดบ้านเรียนนักศึกษาเรียนบอสกมาเต้พวกก็อัดบ้านเถอะไอเต้ปนไตพวกก็ตักยูยูมาดองโดยจีนักคลังรอชนะแต่เลี้ยงสกมาเชียร์ลอยตังป้อนnhà lôi tới từng quan từng quan tại bóng ổn chỉ bị sai ha bởi vì bị khmer trai sau có miền nơi có rê nơi thai ấy nó có chỉ khmer trai sau này vụ có không phân thuê ca có miền bán chui sau khmer đi nè có miền bán ấy đi có bán là một nhà lôi tại trong khu sao bắc quan thành nơi sau khmer chẳng á khmer trai sau bắc có bán thuê ấy đi trai có miền bán bằng phai còn phai bật tê tê nè dồn rồi bị nhóm thơ bị tổ vậy bị ខ្ញុំគិតថាសម្ដេចក្រាន់តែនិយាយឲ្យល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងចា៎ជាទូទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលប្រជាជនមានបញ្ហាយើងមិនដែលឃើញសម្ដេចចេញមកការពារប្រជាជននោះទេឃើញតែកូនចៅសម្ដេចហ្នឹងចេញមកធ្វើបាបប្រជាជនចេញមកវាយដំច្រំធាក់អីចឹងទៅចាប់គេដាក់គុកដាក់អីចឹងទៅចា៎ហើយការនិយាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះវាគ្រាន់តែពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញភាគច្រើនគឺមកពីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរក្រៅអំពីលោកហ៊ុនសែននោះទេចា៎ហើយសម្ដីនេះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយហើយចេញទៅវិញបាត់ទាំងឯងតែបើឲ្យសួរថាមានអ្នកជឿអត់អត់មានអ្នកជឿទេព្រោះអីជាក់ស្ដែងគឺអត់មានប៉ិតប្រកាសមែនចា៎ខ្ញុំគិតថាសម្ដេចក្រាន់តែនិយាយឲ្យល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងចា៎ជាទូទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលប្រជាជនមានបញ្ហាយើងមិនដែលឃើញសម្ដេចចេញមកការពារប្រជាជននោះទេឃើញតែកូនចៅសម្ដេចហ្នឹងចេញមកធ្វើបាបប្រជាជនចេញមកវាយដំច្រំធាក់អីចឹងទៅចាប់គេដាក់គុកដាក់អីចឹងទៅចា៎ហើយការនិយាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះវាគ្រាន់តែពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញភាគច្រើនគឺមកពីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរក្រៅអំពីលោកហ៊ុនសែននោះទេចា៎ហើយសម្ដីនេះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយហើយចេញទៅវិញបាត់ទាំងឯងតែបើឲ្យសួរថាមានអ្នកជឿអត់អត់មានអ្នកជឿទេព្រោះអីជាក់ស្ដែងគឺអត់មានប៉ិតប្រកាសមែនចា៎ខ្ញុំគិតថាសម្ដេចក្រាន់តែនិយាយឲ្យល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងចា៎ជាទូទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលប្រជាជនមានបញ្ហាយើងមិនដែលឃើញសម្ដេចចេញមកការពារប្រជាជននោះទេឃើញតែកូនចៅសម្ដេចហ្នឹងចេញមកធ្វើបាបប្រជាជនចេញមកវាយដំច្រំធាក់អីចឹងទៅចាប់គេដាក់គុកដាក់អីចឹងទៅចា៎ហើយការនិយាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះវាគ្រាន់តែពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញភាគច្រើនគឺមកពីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរក្រៅអំពីលោកហ៊ុនសែននោះទេចា៎ហើយសម្ដីនេះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយហើយចេញទៅវិញបាត់ទាំងឯងតែបើឲ្យសួរថាមានអ្នកជឿអត់អត់មានអ្នកជឿទេព្រោះអីជាក់ស្ដែងគឺអត់មានប៉ិតប្រកាសមែនចា៎ហ៊ាននិយាយហើយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់និយាយហ្នឹងបែរជានិយាយទៅចាក់ច
chả đâu bé đông của mặt phụ viên bằng việc phụ viên cùng riêng khai nhé nhé. Xong ra con này con hiện gì xua sốc mai nâng ấy kê sốc mai nâng cái ta ru nơi đậm mà phụ miệng ngại phụ lũ ai nhưng mẹ mà bây giờ phụ rốt nhảy anh ba nâng ta bỏ đo dùn ba nâng ở dù nâng phụ xa lũ ai mẹ mà nhảy hà mọt ta dùn nâng ba nâng rồi ngay đó ra phụ miệng ngại chẳng đã căn cặp đi tụ chức út lọp chẳng đã mà nà bộ cò đúng nát sụp trơn. Bà đập lăng lăng màn giấy đi. Giấy anh tinh màn, giấy tinh màn. Nghĩa cũng riêng hay, nghĩa cũng riêng hay. Sao vậy nào, có cái giấy. Thôi tìm sao, không ai ta. Mẹ ra cái giấy đi. Sao ta mà kê mình quên chắc không kê mình giấy. Cho chú không có lỗ mũi quán gì ấy lấy được bao tiền bọc mơn phay mơn luôn thầy mình dây mình nẹt chậm nẹt thôi cái nông mà cua xa dây là buôn phèm nẹt đâu chặt buôn phèm nẹt mà đâu thôi xưa là chặt đang chặt cho cả tạng này bớt xin dây bóng buôn được không đi nông một tí nó mà cố sang ngư phải pi được bay nè xua tha chặt được đại nè đỏ pi phải chia bút rót giấy ấy ấp man chẳng nhau đừng thả mấy mai nông miên tay chỉ bắt những chung máu từ ra mình chung của con đường không đây ăn ấy ăn nhung nhung ấy ăn ấy hai ấy ăn nhung nhung đấy ơi cháu thế nè bố nhóm à rồi ra bố lục ai nhá mà chạy trên vì sau bản nát mau thơ cái chia kê nữa cho hoa ngay hút châm cố khát cô châm hạ chi bố rốt châm cố châm chú ai nơi nôn châu cái kê mau tiệt ọt châu lên châm thấy ọt nâng châm hay ọt nâng hóa ngay chú lỡ nó một lỗ của anh quan xí đâu cái này là bao mãn kết mơ có anh dậy không nên là dây tham ấy mà bong phun nguyên tin sao ấy kia mình bên chết á mà bong phun ở bên chết á nâu là ngắt ngắt chăng á bật đi nâng miên đi nâu là chăng mồm đâm luôn á bong phun ơi thay ngựa mò dây khá mau mình còn là dây miên được cái bong ấy đi bật đi chia dương này đã hơi dương dây ập man rồi hơi nhẹ nó khéo sâu cả bong phun nó cái đây nè có chữ chắp mà thầy có hiện dây đây nhóm chữ chắp ra nghe phụ nhóm đây chèn dây đâu phụ cái tên mấy cái tên phụ ở nhà căn hôm nay mà khách đập có phân mấy dài nhau nâng đi chia phụ luật dương nước mai mà cần lo nào có trong dây đây còn hiện dây bờ sân chia dây á nó mà cố xa dây là pin nhẹ rồi còn mà phun nước mến tích và chia trốn nhé bằng ơi bờ sân thì quạt ngơm dây á mấy nào bảo bờ sân cái chắp nó mà cố xa chắp pin nhẹ ngớp mà cố ra pi nè nè hỏi số khí nè mà số lại chạm cho tới nè chỉ vô rốt chú ý kia thôi cố nè tam đan đâu ở rương này biết thôi rương cung rương chiếc chương ô với sắp bóc ngay nè có khơi đời riêng chọc chạp chứ chạp dây bàn ai phát phôi chuôn nâng xây kì mẹ vậy mình tên nó chuôn miệng nạt chuyên không ai chờ ai đừng cất tay rồi ngay bà nào bóng phát bà nắng ấy nghiệp liền bà bà tạm tích chết tư nè có chuyện mà hò đồng viên nghĩa cầm riêng nghĩa cầm riêng số tha bật tê lúc anh đã anh mất để cô bật tê nâng miên đàn nè căn này mà đắp tốt nâng mất thấy bong phun ngó khnía nâng
hiên dây đấy. Bây giờ dây mà nè, để con dây nâng. Bây giờ dây tớ chạc, chạc đó bây đông vào mặt vụ viên bằng việc vụ viên cùng viên khai nhé nhé. Xong ra con đây có hiên dây. Xùa sọc mai nâng ấy kê, sọc mai nâng. Cái tờ rút nơi đập mập bút miệng nát bút lúc ai nhưng mà. Mà bây giờ bố rốt. Dây anh ma nâng tạp bó đó dùn ma nâng. Hãy dùn nâng bút sang lúc ai mẹ. Rồi ngay đó ra bộ nhầm nai chẳng đã cắn cặp đi bộ chút lọp chẳng đã mang ra bộ co đúng nạ sụp trơn bộ đập lăng lăng mà dây đi dây anh tinh man dây tinh man nghĩa cũng riêng không hay nghĩa cũng riêng không hay. Thank you.
bốn tế mà khi nơi chỉ vừa sang với nhân á, nhưng mà đại chiêu cho con năng để cũng đại chiêu cho đại quân quân nặng quân quân đại ơi, đặt lư cái bang chân ăn bậc hai đi, đặt bay bay qua là xây đó ngay, đặt cái bang mà đi bay qua là xây đó đang tập bậc hai em không chọc cho buồn mà, hai tư vô đặt lư cái bang, sốt chất mà không khéo khinh, ơi phụ ăn nghỉ ngơi phụ nghỉ ngơi, bây giờ khiom mình thay luôn thì khiom mất một cái chưa qua cả bị trả nợ này, hay bỏ luôn khi chưa chưa mà lưng chân chân, bạn tự bắt đây nhận xuyên nhận công minh nhận căn chương, anh ấy ba ba này, anh trong yun vay bay ba mai yun mau viên ở đây mai mẹ chay na mô mô mi chay na mô phục đây bắt tự bắt đây chẳng đi, vay cái xong rồi lấy luôn tinh vào yun này ai solo mà. Miền bà lây tên dùn chanh vi vật tế bà miền anh sống chất ta sạp. Sao thường mấy ai dùn chanh vi vật tế hả? Ai sao thường mấy ai ảm trái bộ lùi nó sống khám ái nó vì là liên anh ai hả? Anh miền thả miền anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Bố ái nâng mình tới cổ rốt lúc đời mưa khơi những bi con sẽ mắt lộp tế bố ái. Anh tới tận đám chơi chất khía một đặng lưu các bạn. Nhưng tham lục ổn thế mà trong nơi chỉ vừa sang với nhân ấy. Nhưng mà đại chưa cho văn năng đi bổng bổn. Đại chưa cho đại của quân văn năng văn quân đại ấy. Đặt lư cái ba chắc ăn và khai đi. Đặt bay bay qua là xây nữa ngay. Đặt cái ba mà nét bay qua là xây nữa đang tập một cái em không chọc cho buồn mà. Mà hai tư vô đặt lư cái ba. Sốt chất mà không khinh. Ơi phụ ảnh nghỉ ngờ phụ nghỉ được ngon ngờ. Bởi vì khiom mình thay luôn thì khiom mất một cái chưa qua cả bị trả nợ này, hay bỏ luôn khi chưa chưa mà lưng chân chân, bạn tự bắt đây nhận xuyên được công minh nhận căn chương, anh ấy với ba ba này, anh trong yun vay bay ba mai yun mau viên ở đây mai mẹ chay na mô mi chay na mô phục đây bạn tự bắt đây chẳng đi, vay cái xong rồi lấy luôn tinh vào yun này ai solo mà. Miền bà lây tên dùn chanh vi vật tế bà miền anh sống chất ta sạp. Sao thường mấy ai dùn chanh vi vật tế hả? Sao thường mấy ai ảm trái bộ lùi nó sống khám ái nó vì là liên anh hao hả? Anh miền thả miền anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Bố ái nâng mình tới cổ rốt lúc đời mưa khơi những bi con sẽ mắt lúc tế bố ái. Anh tới tận đám chơi chất khía một đặng lư các bạn. Nhưng tham lục ổn thế mà trong nơi chỉ vừa sang với nhân ấy. Nhưng mà đại chưa cho văn năng đi bổng bổn. Đại chưa cho đại của quân văn năng văn quân đại ấy. Đặt lư cái ba chắc ăn và khai đi. Đặt bay bay qua là xây nữa ngay. Đặt cái ba mà nét bay qua là xây nữa đang tập cái em không chọc cho buồn mà. Mà hai tư vô đặt lư cái ba. Sốt chất mà không khinh. Ơi phụ ăn nghỉ ngờ phụ nghỉ được ngon ngờ. Bởi vì khiom mình thay luôn thì khiom mất một cái chưa qua cả bị trả nợ này, hay bỏ luôn khi chưa chưa mà lưng chân chân, bạn tự bắt đây nhận xuyên được công minh nhận căn chương, anh ấy với ba ba này, anh trong yun vay bay ba mai yun mau viên ở đây mai mẹ chay na mô mi chay na mô phục đây bạn tự bắt đây chẳng đi, vay cái xong rồi lấy luôn tinh vào yun này ai solo mà. Miền bà lây tên dùn chanh vi vật tế bà miền anh sống chất ta sạp. Sao thường mấy ai dùn chanh vi vật tế hả? Sao thường mấy ai ảm trái bộ lùi nó sống khám ái nó vì là liên anh hao hả? Anh miền thả miền anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Anh lại sạp đôi mưa các bạn này. Bố ái nâng mình tới cổ rốt lúc đời mưa khơi những bi con sẽ mắt lộp tế bố ái. Anh tới tận đám chơi chất khía một đặng lư các bạn. Nhưng tham lục ổn thế mà trong nơi chỉ vừa sang với nhân ấy. Nhưng mà đại chưa cho văn năng đi bổng bổn. Đại chưa cho đại của quân văn năng văn quân đại ơi. Đặt lư cái ba chắc ăn và khai đi. Đặt bay bay qua là xây đó ngay. Đặt cái ba mà đi bay qua là xây đó đang tập cái em không chọc cho buồn mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếng đọp xin ám bởi mùi bởi đọp xin ám thà mà chỉ dùn chôn sốc khmai cho hân mấy bởi nè bởi khmai tôi sốc dùn mấy tôi tăng tay cho bình còn thà bởi nâng ôi bởi lì ôi mà cầm riêng cầm hay cầm hay còn dây mấy những tờ bốn ớt khó ấy thì ớt tờ lũi phân nền hà thì còn tam lưu kỳ tha chẳng tha dùn chô sọc khmai kàn chàng lăng chàng lăng hãy đáy bàn chẳng hay hay bọc khmai tơ sọc dùn mít tăng tăng ngay chỗ bàn này phụ còn tha bà nắng ôi xôn xôn sọc mồi cầm riêng cầm hai cái này phụ hay có tha bọ gọt ớt khỏi tế con cháu ớt khỏi tế bọ con khó có đòi xông tố hay lúc cho nữ bàn và con khuyên nó không mấy nha con sẽ giúp mà có nhiều rụ nó không Facebook xa nên nó xa đó cơ phải chế giúp không bùm mùi đọc bùm mùi đọc với chết này hai chết chết xù chân ngon cho mà dùn cho sọc mai chân mấy hay bọc mai tao sọc dùn mít tăng tay nha kìm ngay ở chỗ này bùm còn tha bạn đó, ai ở số sơn sọc, nẹt nghề sơn sọc, một cụm riêng cụm hai, cụm riêng cụm hai, còn dây tha bộ, còn có khó ấy, còn vật dây vật nấm, người ta trong còn lúc bình, ai xong tổ tiệt, cụm chạm còn có, vẫn định toàn chạm đã cũng đã chịu vãn, còn từ cụm riêng cầm riêng cầm hai con sợi đúng không chăm tập to từ tiệt
ព្រះសង្ឃក៏រូបព្រះសង្ឃទោះនិយាយដាស់តឿនក៏មកជាអបិយជំនឿព្រោះគឺថាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅជាអបិយជំនឿហើយមិនគិតពីសុខទេដែលយួនចូលមកក៏ចាំស្ដាប់តទៅទៀត
chia cứ ở toàn khởi miền thế chân ta có bậc ca tu ông bậc sập rai chân ta bậc sập rai ở lê ở nút sông sông ta bậc ca tu ông lục ôn mà đi chân ta vô chiêu đặng nơi có ba lời chân ta đang bay bậc chết hỏi bậc chia bộ rõ thân hài đang chưa ngốc ngôi chân ta bậc ca tăng chi chùm nưa thảm nẹp tạng tay chân ta miền hợp dụng rồi bậc phay đi chân ta chân mong bị bậy đi chân ta miền đất miền ấy chân ta đất cô tập cô ấy chân ta ấy vì thấp ấy vì vô tập ngũ vậy chân ta tập bằng tập tập lên chả đa câu ấy em mà nói chạy chưa ngốc bây chân ta vô cho chiếc tập mơ nghe ấp miền nào kia tầm nhìn vô cực cái chàng này của này ta ở luôn tình mũi đại hôm mà nay lạc vừa này vô rồi mình cây mũi là dạng này ở toàn khơi tổng cục buồn hỏi đến chúng ta đây sự nghiệp chiếc sự nghiệp bà chị chôn cam bà chị cứ ở toàn khơi miền thế nhưng chẳng ta có bác ca tu ông bơ sập rai chẳng ta bơ sập rai ở lê ở lốt sông sông ta bác ca tu ông lục ôn mà đi chẳng ta vô chiêu đạn lưu khá ba lê chẳng ta đang bay bà chết hỏi bà chị bộ rõ thân hai đang chưa ngốc ngôi chẳng ta bác ca tăng chi chùm nưa thằng đẹp tạng tay chẳng ta miền hợp dụng rồi bà phay đi chẳng ta chẳng mong bị bây đi chẳng ta miền đất miền ấy chẳng ta đất câu tập câu ấy chẳng ta ấy kỳ thấp ấy kỳ vô tập ngũ vậy chẳng ta tập bằng tập tập lên chả đa câu ấy em mà nói chạy chưa ngốc bây chẳng ta vốn cho sự chết tập mơ nghe ấp miền nào kia đâm nhìn vô cực cái chàng này của này ta ở luôn tình mũi đại hôm mà nay lạc vừa này dù rồi mình trầy mùi là dạng này ở toàn khơi tổng cục buồn hỏi để chúng ta đây sự nghiệp chiết sự nghiệp bà chị chung cam bà chị cứ ở toàn khơi miền thế nhưng chẳng ta có bác ca tu ông bơ sập rai chẳng ta bơ sập rai ở lê ở lốt sông sông ta bác ca tu ông lục ôn mà đi chẳng ta vô chiêu đạn lưu khá ba lê chẳng ta đang bay bà chết hỏi bà chị bộ rõ thân hài đang chưa ngốc ngôi chẳng ta bà cá tăng chi chùm nưa thằng nẹ tạng tay chân tư miền hợp dụng rồi bà phay đi chân tư chân mong bị bây đi chân tư miền đất miền ấy chân tư đất câu tập câu ấy chân tư ấy kỳ thấp ấy kỳ vô tập ngũ đi chân tư tập bằng tập tập lên chả đa câu ấy em mà nói chạy chưa ngốc bây chân tư vô cho sự chết tập mơ nghe ấp miền nào kia tâm nhìn vô cực cái chàng này của này tư ở luôn tình mũi đại hôm mà nay lạc vừa này dù rồi mình trầy mùi là dạng này ở toàn khơi tổng cục buồn hỏi để chúng ta đây sự nghiệp chiết sự nghiệp bà chị chuông cam bà chị cơ ôi em ta chọn cả năm đã tiết ôi em ta tôn chọn cả năm đã tiết đập nuồm ăn cho tiết ở bân ông thầy ở sở quân ông nhung kiếp mơ tháng cao ជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសគ្មានវិន័យចង់សាមគ្គីជាមួយពួកអាកន្តពយន្តឯងនោះទេ
đọc liên nẹ không chấm mặt nè sao mà kia kì không ai cầm chì cầm chì đọc liên nẹ luôn nơi tiếng việt tận nẹ cầm cái kẹp xung quanh rồi bắt phụ ác cần tập yun nè bị chì bồ đốt không ai tu tiên phật đại kim bình năng cái trong đó sao mà kia chấm mũi phụ ác cần tập yun ai nữa thế phụ ác cần tập ai lúc sao mà kia ba là chấm mũi mê đằng nôm cầm chì rồi ngay đời xa tại mê đằng nôm rồi thằng ngay đang chụp cướp chiêm bút cần tập yun thế nè việt nam cầm បងប្អូនអាចទៅស្រាវជ្រាវបានចា៎គឺអា
ai tới vay Google search bị thằng VOA để khi ông bán đã bị cáo nợ bị cáo này có bán đấy bị pro tha bọn mình này khi ông bán sai tha cho bọn hai nước Am định chặt tay này đã toàn cam nú vì chỉ cả bật thay ai lời này cứ ông lê cầm bông tại đã toàn cam bật thay tiệt chả ông lê đã toàn cam từ lơ một cô ná để cho mẹ bọn khăn ca trò báo tam là bọn online nâng liên lôi cổ phọ chả liên lôi cổ phọ ruộm tiền cầm hôn tài miết nâng khăn ông bật tay khám ai cho nâng ca bẹp bọn trò báo cho nâng ca bẹp bọn liên lôi cổ phọ này cứ ông lê cầm bông tài đặt toàn cam ông phong khơi nhé chả chả bông bông khơi nhót chả nhưng chẳng bọn mình đây khi mặt sai vì chỉ cả bật trong bông bông chưa mình chưa chỉ sợ bông 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 ai tới sài chiều bàn chả bông bông cho tôi cầu cầu mưa tới chả cho tôi cầu cầu hãy sợ đâu bọn mình đang mưa tới chả bị pro tha à mà đấy cứ ghi đặt toàn lắm đường nước sau sau chiều ban mấy cái Amrit Japan rồi ông lê tiệt đã tuần là cam tuần là na để tệ tùng chưa bỏ phải đại ca ấy tháng tờ chọn cái rung chuột lâu bữa tết mai mình đồng bờ cái gì ông lê mồi tiệt ông lên buổi tiếp của đã toàn là cam đó nên đã để cho bọc tạm online của ở trên bờ xe cùng hôn khá được buổi tiếp cam buổi chia của kỳ ruột khâu nhé của kỳ đã toàn là cam và to và to và to của nhà tiền bọc cho mở đó xong thì online class của năm sân cô nữ trở tiếp vào sân khai vào năm hay xong đặt được bên tay tiết cho xong đặt bồn miến để cất miến nữ có tiết cam bị chia của ចលនានេះជាទីមេត្រីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ500រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះបញ្ឈប់ដកតំណែងសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានដែលផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកឯកលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនសោស្ដាយចំពោះការចេញតវ៉ានេះនឹងអះអាងថា ការបញ្ឈប់ទួនាទីរបស់សមាជិកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋាននេះពេលកន្លងមកនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវចា៎លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខាន ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានដែលចូលមកដំបូងនេះចាតេតតងនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិចាដែលទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលចាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាល
បាលដាក់ចេញនូវយន្តការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលនៅកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះថាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពសងបំណុលកំពុងរស់នៅដោយលំបាកនិងបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារតែពុំមានលទ្ធភាពសងបំណុលត្រឡប់ទៅវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី18ធ្នូបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្រើប្រាស់បំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនពន្យាយកការប្រាក់យ៉ាងតិចចំនួន2ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលវាន់ករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកនិងកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលវាន់កដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនលិខិតដដែលលើកឡើងទៀតថាមានគ្រូសាជពៈបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនកើនឡើងរហូតដល់ជាង3លានគ្រូសាក្នុងចំណោមគ្រូសាសរុបជាង4លានគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែលំបាកនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់បំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីយកទៅដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីការអនុវត្តដូចជាការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់រួមទាំងការពន្យារពេលសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនយ៉ាងតិច2ឆ្នាំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលវាន់កទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងជនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចោះជួបនឹងសាកសួរព័ត៌មានពីប្រវត្តិមូលដ្ឋានគឺពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែលរបាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញពីវិបត្តិបំណុលនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីស្រែចម្ការនិងមិនអាចមានអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃលោករងជនជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនដើម្បីឲ្យពន្យាពេលយកការប្រាក់និងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលវាន់ករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចដោះស្រាយបានពីព្រោះក្នុងករណីព្យួររយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនឡើងពេញពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមសងទៅដល់ធនាគារឡើងវិញបាទដូចជាករណីបតិសេធដែលគេកើតរដ្ឋភិបាលថ្ងៃតែមួយជាមួយរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលគេឡើងមកដល់ព្រៀបគេមានគោលនយោបាយគេរបស់គេពន្យានឹងការបង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសាននិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់ដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ធ្នូប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិទើបតែបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធដល់ធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យជាដើមជំវិញនឹងករណីនេះដែរប្រធានអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាលោកអៀងវុធីមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការសារជ្រាវកន្លងមកថ្មីៗនេះស្ថានភាពបំណុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ធ្វើឲ្យបរិវត្តមិនអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញលោកអៀងវុធីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវយន្តការបន្ទាន់និងជាលក្ខដែលជួយដល់បរិវត្តទូទៅដើម្បីឲ្យពួកគេងើបចេញពីវិបត្តិបំណុលនេះបានដោយសារតែគាត់មិនមានលទ្ធភាពផ្សងបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញមានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក៏ច្រើនបញ្ហាបាត់បង់ការសិក្សាបហុមាក៏មានអញ្ចឹងយើងទទួលហើយទទួលទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការយ៉ាងណាជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាជាលក្ខណៈរួមតែម្ដងទៅលើវិស័យហ្នឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការជួយអន្តរាគមន៍ឬក៏ជួយសម្រួលទៅដល់ស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធផ្នែកជំរឿននឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីខែសីហាបានចេញរបាយការណ៍ឆ្លើយឆ្លៀវលើគ្រូសាមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរកឃើញថាការរីករាលដាលនៃបរិវត្តចម្ពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់បាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានការអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមដែលកើតមាននៅទូទាំងខេត្តអ្នកខ្ចីប្រាក់ឬអ្នកចម្ពាក់បំណុលកំពុងតែលះបង់ដោយមិនសមស្របជាច្រើនដើម្បីមានលុយសងបំណុល
đó đầm rơi ai phục kê đã ban cam sách đầy lý đó chân lực lộp đầm bây thần ní. Hai chìa rưỡi rưỡi, tăng trả lớp về phát trầm nốl, nâng xa mặt đập hiếp rồi bỏ nẹ cháy, khăn ca bóng xong trở bình. Chào bà tình xa kà rìa xì xa đấy, bà thần ní, vô sinh tồn. Nâng xa mặt đập hiếp rồi bỏ nẹ cháy, khăn ca bóng xóc. Đồ, thì bà tế thái lăng dụ rộn trái xa mặt nâng khám ai kì ai bà chìa bà rốt mà nẹ, ai bà liêm bà rốt. Mà mơn bạt nông bình hãi hỏi bây giờ bây ca xong bằng đô thần hiệu kia bây xin nằm hãy khám ai ớt mới cầm rác xó à nhà thua khám ai ớt mình chúi đọc xài bây giờ riêng xó à ôi lùi đâm bây xùm rù là chi phép khán hiệu kia ớt bạp thần hiệu kia ôi bây giờ bây xong bằng đô bây xin nằm kia ớt bờ ớt đó nên thở ấy thì về bên chui bị chia rẽ bẹp này ấy bầm mát đó bị chia rẽ thành biệt bữa nào thà để nam bồm sóng ở bờ khom ở rập ô chỗ đây rồi lụ rồi cầm riềm chân tiết nè bờ lụ xong rằng xí tha bên mình sóng thế bên ta ở bị chia pê bữa ta bờ khom yên bạn anh sóng bờ khom yên cùng song sân, cùng song sân. Còn tha bởi nâng, rồi cùng riêng đọc chi bởi rốt. Bởi nát, tầm bồm song, miễn bởi chi riêng bồm song, thì bởi ọt lấy song. Sạp bởi bán, bạp chi chuôn. Cùng rực thơ bạp chi bởi rốt, rồi ất mình hết mình phòl. Miễn bởi chi riêng trong song, thì bởi nó khuyên ấy song. Ấy song rí tha mệt khỏi. Bởi vì anh sống mà anh sống, xem sống đấy. Và lúc phầy, bà bà chìa chân phầy bởi cầm hôn mối khả nế bởi khai khát đấy. Khai lòng chốc phầy, khai lòng phầy, cầm riêng bà chìa riêng. Ất chùi bà chìa riêng, ta cầm riêng bà chìa riêng thêm tiếp bởi. Bởi khối đọt nạn nắng á. Còn thưa mấy, bà cơ sol không ai. Chào bà tên Zakaria, xin chào đấy. ប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចានៅយុគនេះចាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក៏នៅមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ផ្សាយជាមួយនឹងកញ្ញាលឹមគឹមសួរចាហៅជីជីតេតតងទៅនឹងរឿងមេដឹកនាំទាំងឪពុកនិងកូនដែលត្រកូលហ៊ុននិយាយបំភាន់សាធារណជនអំពីការបណ្ដេញម្ចាស់អង្គរចេញពីភូមិកំណើតចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាររួមចាំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី ការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនដែលព្យាយាមបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកបាអាស៊ានហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះភាគច្រើនគឺសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេថៃជាទីតាំងផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជាជាងប្រទេសជាកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃអបាលកិច្ចបរទេសហើយនិងគុណភាពបទបញ្ញត
និងមេដឹកនាំជប៉ុនបានអនុម័តនៅចក្ខុវិស័យរួមគ្នាមួយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយយកការគ្រប់ច្បាប់ជាធំ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសុភីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីកាមីកាវ៉ាយូកូបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរួមមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិនិងសន្តិសុខបោះសម្បានមីនប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍឌីជីថលនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដោយឡែកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបង្ហាញថាភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនបានគូបញ្ជាក់អំពីការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិសេរីនិងបើកចំហដោយយកការគោរពច្បាប់ជាធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាកម្ពុជានិងជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន7រួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យជាតិគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបែប Digital ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងធម្មពលព្រះអាទិត្យឬ Solar និងគម្រោងមួយចំនួនទៀតកន្លងទៅពេលនេះគេនឹងមិនទាន់ដឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ប្រមាណនោះទេខុសផ្លៃគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះចាជាពិសេសទៅទៀតចាដើម្បីបានស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់ចាសូមអធិស្ឋានចូលទៅកាន់ channel របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់ចាដែលមានអាស័យដ្ឋានគឺសំណើពីធនាគារឲ្យឡើងឡាក់ដែលជាសំណើលេងលាក់អសបានយើងអាចជម្រាបត្រឡប់ទៅអ្នកដែលគេចង់ដឹងរឿងនឹងវិញដល់ពេលយើងសួរតាក់ទងនឹងបញ្ហាជាលក្ខណៈឯកជនជារឿងដែលតាក់ទងនឹងសារព័ត៌មានអីខ្ញុំពិបាកនឹងជម្រាបដែរហើយម្យ៉ាងខ្ញុំអត់កាន់នឹងទៅទៀតបាទវត្តឈូអស៊ីស្រីមិនអាចសូមការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី18ធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានកំណែទម្រង់ហើយគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អំពីករណីផ្ដល់ដីសម្បត្តិឬកាត់ដីរដ្ឋទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដោយត្រូវបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកថាការដាក់អង្កត់ដីជាងអ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទីនបានដកទុននីតិរបស់លោកដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីកំហុសឆ្គងរបស់លោកឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកបន្តថាទីនគួរតែដោះស្រាយដំណោះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនវិញម្ដងចាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាសមាជិកបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ49នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមចំនួន43នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាន់កាប់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដោយខុសច្បាប់ចាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងម្ដងទៀតថ្ងៃនេះមានជីជីចូលរួមជាមួយយើងផងតើយើងជជែកពីបញ្ហាដែរពូកូលីតកន្លងមកពូដឹងថាជីជីនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងណាហើយក្នុងពេលនេះពូចង់និយាយថាការបណ្ដឹងចេញម្ចាស់អង្គរហ្នឹងចេញពីផ្ទះរបស់គាត់គឺតំបន់អង្គរហ្នឹងបាទហើយពូចង់សួរមើលថាតើម្ចាស់អង្គរហ្នឹងវាឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាហើយតារាជាអ្នកកសែតហ្នឹងដឹងរឿងអីខ្លះហើយពីការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញហ្នឹងបាទរឿងនៅអង្គរនេះតាមពិតផ្ទុះក៏ក្រើកមែនតើណាពូទាំងនៅបណ្ដាញសង្គមក្តីទាំងនៅក្នុងការជជែកគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺផ្ទុះរហូតដល់អន្តរជាតិដល់ពិភពលោកតែម្ដងពីព្រោះថាតំបន់អង្គរហ្នឹងគឺជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិជាទូទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជាសម្បត្តិរបស់ជាតិខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកសាងហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការបណ្ដេញពួកគាត់នឹងឯងចេញពីតំបន់កូនហ្នឹងឯងហើយជីជីនៅទីហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយថាបើយើងគិតពីចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាអាចឈានចូលរហូតទៅដល់ទៅ 40,000 អ្នកឯណោះបើគិតអំពីចំនួនមនុស្សណាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបណ្ដេញចេញនេះ
hay mà đong hay mà đong tiếp cứ xa này vô bài pi bộ một tập thành bị bán mà nó hạ đôi chi mình sử chỉ trầm trồ tiếp cứ hạ đôi chi miền cao khó tràn chân từ bóng này có trong ao chi ở bằng hai chấm nào bảo đảm tiếp để tôn tình nâng cao và đình phụ quan chính nhất thật ta thành phim này dòng mạch đại chi bật dương trời từ lọt từ mới cái bài Apsara từ mới cái bài UNESCO vinh thật ta nè na miền sơn được nâng cao riệp chom ai bị bỏ nơi đồng bằng nâng nước nước cho bà Apsara cứ cái ban ở trái cho má thà phải chơi pô rốt đá ấm đại luôn nơi đồng bằng nâng cốt cứ mình trời ban chủng lia trái nước cô mình đánh trên tề trời tai đã xa phụ quát đã cho chuẩn chết đau hai xong bay tại nước nước cho bà đồng bằng UNESCO có cái ban lực lượng đất ha phải chơi pô rốt đại luôn nơi tam đồng bằng mình cô dân dậy chơi rúa mất á cục bản đa bản tết tu tiên sẽ còn lốt đại ban cho bản chi nước nước bản tết gặp phong bị phục lốt cứ trời tại cà pì men cà pì tặng kéo được cô bản sa đại nữ đại ban cho bản chi nâng tết cứ thở cà pì mình nuốt dịch chết đại ruộng nói chung quanh nông khoang chẳng ro tha pì bá cứ cột ở ban cà pì bản chi phô rộn nói chung quanh đầm bòn cô nâng tết qua thạc cột trong cà pì tặng kéo bản ta nước nước cho bắp đây pì cái cà pì đầm bòn bản tết gặp phong phục lốt cái ban vậy đại ta trước cà phê mà nó chết đại nói chung với nhà bọn phải sao đang không hay kết chia riêng chủng liên chia bộ rốt tránh của cái trong ban đây nó nằm bây giờ tại áp thì vua nó cũng rô rồi bỏ rốt thì ba để cái trong tại cái trong thử phần tay việc tôi chủ môi nâng cho bạp áp sản hay nâng ông ca UNESCO hay nó cũng đang phong đáy dương khơi tha hay đấy ban thì kia chủ liên chia bộ rốt tránh lươn lươn mà của đấy sao cái thử khó cho bạp cái ấp ban cờ rốt tới tam chấp bắp này ông ca UNESCO rồi có chấp bắp này cái xuông và bật thoa rồi có áp sara phải không chứ xong cắt chi môi xong cắt chi môi ở đường chấp bắp đấy na về chiều bờ rót khăm ai chỉ tu tới ban đơn tầng óc này hay còn miền ca bờ sơn tây mọi đa thà Campuchia đi tị muột muột tầng óc cứ cà pì pê môn nó cứ thật là lừa sơn đại phục này ai luôn dùng sơn đại sơn đại phục ស្លាញ់អូចាំអឺស្អីក៏ដោយគឺថាចេញមកពីសម្ដីរបស់សម្ដេចគុកសម្ដេចគុកនឹងថាម៉េចត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះសូមងាកទៅវិញបន្តិចអាចជីជីពួកមិនចង់និយាយពីរឿងរឿងច្បាប់រឿងអីហ្នឹងទេព្រោះច្បាប់វាលឿននៅលើមាត់របស់មនុស្សហើយហ្នឹងណាបាទឥឡូវនិយាយពីការខ្លែងបន្លំបាទភូតភរបោកប្រាស់ទៅវិញ សំដេចគុកកន្លងមកនឹងគាត់បាននិយាយថានេះយើងបានទៅសេនេះជាពេលវេលាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងថ្នាក់ណោមធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនប៉ុន្តែតែដល់ពេលវេលាមួយហើយមិនមែនសុខចិត្តឲ្យអង្គការឲ្យអង្គរវត្តត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេអូអត់ត្រូវទេពូភាសារបស់ទូហ៊ុនសែនគឺនឹងថាចោលចោលចំមកលើវេទិកាឲ្យច្បាស់ច្បាស់មាត់មាត់ជើងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងទេការខ្លាំងការចំណងហ្នឹងពីជាបរ
nè nếu bây giờ tiền toàn mệnh tên tới UNESCO chạy tốt mệnh tên tới kết hạ kê ở đài bẹp bọn tế kì miễn tài chùm rối lực thực chất ấy cũng ở chùm liên và chia bó rớt hay ở đặt hạ phía bán cổ rộp sách mà nụ cả bất ra bàn liệt ở đàn chân cầm riêng cầm hai kê đinh kê chênh ấy cứ thạc nông bóng nón bao bao kê tế mình chân bóng khoan xa thiên ạ bóng khoan xa thiên ạ kê mình đang dốt đây nó cần vui ấy tế bởi chia phố rõn đây không nằm bọn ít tam phút đấng thiết trả mệnh tên cứ chia mà chắc sốc mà chắc rái đại thức lộp ruốc nơi còn lại nâng to phút bà to con cháu to cháu nâng góp rồi góp chân năm mà hơi hơi quất chia mà chắc ông cơ phật bà cót hai bà xin dì dương đinh mà chắc tia chanh bì tia rồi bác quát tới dương dương phú có chia chân thiết luôn đà rá có chia mà lúc đại tư rút cháu sốc cháu rái nâng ta dương sắp bái chất bộ kết nông viên là rộng dân nha thầy. Bà, bộ kết tập này thầy chỉ chạm tình sân á. À kê mà to ba nó mục tiết nó riêng cùng rộng mà nói bị chiếc bó rớt thầy to ba nó mục tiết bộ quạt bàn tiết cho người thờ nài phó tử. Thầy phó tử. Thầy là bê bị chiếc bó rớt với bình đinh bộ quạt trên bị phung cùng nát bó quạt.
hay nấy mình bèn tại phụ dương chỉ nhận sao phụ mình ai kể đại ca thế nào phụ số mấy đại sao phụ mình không sốc đại control được tháp bị ba nắng có về để chụp sầm phê ha quạt hẹp tha quạt luôn là nắng bay buôn chỉ nón tăng pi chỉ đầu chỉ ta chỉ luôn chỉ lia quạt máu cứ quạt đằng tại quạt là nắng rồi vậy nè hay môn về để prang từ rồng cô khơi nắng phụ quạt cái này đâu đại phụ quạt là nắng hay nắng mình đứng hơi chung bình cô nắng hay nắng phụ quạt nắng ấy chỉ nhận hai toàn đồng bọn cô nắng ấy chưa bao giờ rồi chỉ nón hay nắng chúng ở vây môi để dưỡng trong rụng lệnh nhập bên đi lúc dù rằng à tây tạ lùng dù rằng tây hồn xa bàn bóng khoan xa thì là nạ mặt tế đòi dô ông ca UNESCO nóng tha chỉ khai lắm nóng chỉ khai bóng khoan xa thì là nạ mặt tế nóng tha đồng bọn cô nóng bởi tục nơi tình chân tiết kỳ ai đọa trên nhìn nóng cao UNESCO liệt tả đáng ca bất trai tốp ca bất hai nóng bài tư chia xâm đại câu này nè đại câu này nè bà tô xa rơi ơi gọi đá tha bờ mình thơ tế kỳ ai đọa bọn cô trình PPG về tệ cập hồn. Và tam đại nhóm đăng nâng cư hình ca trong chân nam bê phân mà phê phê nâng cư bà chia cho nâng phùng bà đạ nâng cư quật phơ ca tô bà. Bà. Cô bà lao tô bà khăn mẹn tên. Rồi hô đó thà bị bà phê nhòa đai nhòa chơn á. Cư quật bật giá khung tầng ơ hai cỏ họ bà chia chôn than lên miên ca chùm đế chân nhảy. Bà chia chôn con giả bà ấy chất khăn mẹn tên nâng phê đàn giấy thà miên ca chùm đế chân. Bàn tay, cà ôi màu đi ạ. Tôi bây giờ mình giải thả mình ca chẳng liên tranh bản tác. Cứ hàng phụ cốt mà nói với bà tế. Tôi bây giờ cái hàng thả bỏ tâm của mọi liên lịch tế của bạn á. Cô mà nói bỏ không. Giấy rốn cứ kết vô dạng bách ai bà tế chôn mình là đón thả bà về tình lý. Đã bây chẳng liên luôn tranh được luôn ánh. Nói cái vô lên nâng thả kẹt bàn chẳng liên tranh chôn tranh của nâng. Cái miền này bà không nè. Bà tế chôn lại tranh luôn ánh. Bản tác. Nói kháng cơ hội khăn nóng cứ kẹt áo bà chế chôn phơ sáng sạc tiền thơm mây. Kẹt màn áo bà chế chôn chua chôn bà tê. Xong bây đặt thân nhiên phơ á tôm kháng mục tiền côi lên. Biển răng môi, đạ tóng tốt môi. Xảm dạp một côi bỏ ổng răng nóng. Còn màn áo bà chế sáng sáng phó nâng. Chẳng hạn nóng việc phơ tới chật vụ quật khá màn tá nóng. Hay xô thả nóng chế ca bằng khó mở. Hay nóng cứ chế ca bằng khó mày. Hay đọc về đã ca phê chân nó ăn đài lục ớ quật nơi càng đầm náy cứ quật quật được chưa phân quật được chưa mươi phải chưa phô rốt quật luôn phải chưa phô rốt phóng quật bay phải chưa phô rốt phóng quật hai bờ sân chia phải chưa phô rốt mình phổng chân tết cứ ông ca UNESCO kê nâng miền về thiên là ca và ta chạy sẽ đánh ông ca UNESCO kê ạc mạng đăng thể phố nâng nông chạy bạc này ông ca UNESCO cứ kê miền chạy bạc mũi cứ kê trớ ta ca phía ca luôn nơi rồi bỏ phải chưa phô rốt. Đói sao phê thì liên dân khai đà ra. Bố xong nghĩa bao bằng tịch. Xâm lạch cô nâng dễ dàng bách đá. Có tầng bật tố. Tầng bật tố ở đây là xâm lạch ơ bác quát nâng. Xâm lạch phúc. Không dễ xâm lạch ơ bác quát bạch. Xâm lạch phúc bác quát nâng. Ba nâng dễ có tầng bật tố dàng bách đá. Quát nâng dễ cao bị thay kì bùng bấy thân lưu nâng. Bê đại quát chọc từ chụp cho môi nâng phô rọt. Nơi đồng bọn đồn tại ảnh nhắn từ đó bàn cảm xích đó là chưa bà rạch chuyên buôn bọn khu xa nâng. Thà bà sản cô quán nông miên bánh hà đúng rồi có bà sản nông đồng bọn nâng từng tôi từng thông miên bánh hà ấy màn á chú chú thay toàn bàn này tế cứ thà vì khu thân ạ. Hai xâm khăn ở với đại quát trọng này dễ cho bà loán cứ thà bà mân ạ nó quát từ tam đại khăn nâng tế cứ thà đồng bọn bà sản nông đồng bọn cô từng bố lúc ai từ bàn kia đọa chính vì bà chi này vì thầy gặp hoàn. Cứ quát trọng xâm đáy cháu từ lưu rương UNESCO nâng tiệt hai. Còn thế, không biết nó có chuyện đăng này mà chẳng. Quát ba này dưới nơi ngay tìm phẩm bấy khai thân lụ. Từ tất bọc và chia phổ rõt nên. Từ bình chuyện nữa. Hay tám bức ông ca UNESCO nó kê ban chánh statement. Chịp lời cá. Và chịp lời cá. Nơi ngay tí đọc rám khai bình chí cả. Chẳng nên đây thà chất mập hay ngay cao hay màu hay nâng. Được phê đề kênh dưới bình chuyện cho bà hai nâng. Quát màu này dưới bẩm tiên bà đáy là. À nâng hai ạ. Thì cứ thà nếu bê môi đề xa thiên nạ chôn chỉ tu tớ đâng thà rương nâng rương bọc ra xa thiên nạ mặt tệ bóng khoan xa thiên nạ mặt tệ hói. Ở vây môi đề kê rồng phân nó cứ cầm nai tùm rốn đề lục khôn mà nai ai nhìn phư. Thà ta còn nàng đó xảy bánh hà nàng nhàng mạch miền ná. Quát tật đó quát tờ bà tô bà tham xa ở quán nàng chấm quát chia xâm đại dạy kê vánh phù. Tết bữa tam bữa tam ở vây đề phù mớ phù ở miền bò dương hình nàng ca sai phù ở miền bò dương nâng. Bà chi phù ra khám ai dương hai thà. Cột bao tiết hơi, cột phơ tiết hơi, cột phu tiết hơi, cột bỏng vang đan tiết hơi. Cả vì chúng nó là phục cột, cứ tha điện ra để dây ấy bà hà rong cột, ấy cột chắc cái đạn cục, và chia bố rốt, hai cột tha xong đánh cục.
hay là lấy tiền đi quạt đá bao kê tiền bằng tiền chẳng bị chia bỏ rất hai tháng và hai chia hai tháng sắp đánh bao so rum bằng nghe rồi bao quạt mây đỏ cha đã xong trăm trời chiên quạt bằng phật đấy thì tha sắp đánh bao hay bao nó cứ bao tiền sọt mỏng anh biết bao tặng lẹ liềm thế ông ca UNESCO đại chiêm mà chắc bằng chi đấy rap hai giếng đang giếng chẳng tê hay quạt nơi đang giếng chẳng bất nay sao mai mưa đà ra bất nay sao mai mưa sam sai sáu năm muôn អត់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអេត្រឹមត្រូវស្រួលបួលប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងភាពរងឹតមិនចឹងណាបាទមិនបានយល់ដឹងពីស្ថានភាពជុំវិញពិភពលោកតើគាត់អាចបោកយើងបានប្រហែល100ដងទៀតលើពីឥឡូវនេះនៅពីឥឡូវគេនិយាយច្បាស់គាត់អាចបោកយើងបានសូរុំងារសម្ដេចបោកគឺថាសំរុំត្រឹមត្រូវជាទីបំផុត lúc vừa ăn trái côn đấy, bà, sầm đại như cái, sầm đại bảo, cốt ban, lâu, sờ rộp cái đây làm sao, cái tham mến bảo cái chia về thích bảo ăn cá ăn đó chia, thế này, ông cả UNESCO để tiệt bộ, cái thai hay thai tiệt, nếu ta bảo ta đài, bảo cứ bảo buồn mờn nè, bảo buồn mờn nè, chả nè bảo cái kia là song tiền này nãy nè cái đây chỉ là sản phẩm ăn con thua ít sụt vô lõa cái ở kia tàu đã ăn miếng đây tặng họ nâng bọc bọc sừng sọ bọc ăn yên khăm mát tiết cái tha phải nâng thằng cái bật sai tại cái miếng cái trong ở bị chế bớt nâng 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 dù hỏi bị chế bớt chỉ đôi chỉ mình chắc bất sản ở nông đảo cái nông nặng bộ cái nông ăn sáp thì ăn sáp nơi tập bầm biến nơi tập bà bưởi khó tập biết tăng côn tập bọc vì là nông bọc bên tì bọc để ăn yên khăm à bọc yên khăm à khá còn bà bọc để ăn yên khăm à xong bộ nơi để bọc với bọc to thì tiết bộ nông khơi cái ăn ỏi đại tranh cái miền miền bị ông ca UNESCO ỏi អបជីវរិទ្ធបរតដល់ចេញអត់ទេខ្លួនឯងសុតខ្លួនឯងសុតចង់វិនិយោគទុនឲ្យចិនកំដឹងឲ្យចវាយខ្លួនកំដឹងទេបើលឺយូសូយូហើយគឺថាឲ្យធ្វើស្អីមួយបងប្អូនបើចឹងថ្ងៃនេះក៏ស្ដាប់ការបោកប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានគ្រប់គ្នាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ស្ដាប់បានហើយថាកំដោះខ្លួនចេញ ពលរដ្ឋនៅជិតប្រាសាទអង្គរវត្តជាការបោករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានយោឈ្មោះអង្គការយូណេស្កូយូមកលៀបទៅប្រខូចគេឈ្មោះរបស់គេទៀតគេឆ្លើយច្បាស់ណាស់ថាគេអត់មានឲ្យវិជារិះចេញទេអាខ្លួនឯងនេះឲ្យចេញពូខ្លួនឯងទៅទទួលខុសត្រូវវិញទីពូលើសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះសូមអរគុណ Thank you